bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở một số nơi miền Bắc và miền Trung. Điển hình là tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ghi nhận ngày hôm nay là 35 độ và dự báo trong cả 3 ngày tới thì trời còn nóng hơn nữa. Thủ đô Hà Nội là một trong những tâm nóng của đợt này, nhiệt độ sẽ lên ngưỡng nắng nóng gay gắt là 37 độ. Không riêng gì thủ đô Hà Nội mà ngày mai nắng nóng cũng gia tăng cả miền Bắc và miền Trung. Diện nóng sẽ mở rộng ra hầu khắp khu vực Bắc Bộ, cũng như từ Thanh Hóa trở xuống đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 38 độ và một số nơi là trên 38 độ. Thời gian nắng rát kéo dài 5 đến 6 tiếng ở trong ngày. Nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng thêm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy chập điện gây mất an toàn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến cáo bà con nên tiết kiệm điện, vừa giảm nguy cơ sự cố điện, vừa tránh được hóa đơn tiền điện tăng cao. Không nên sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn như là điều hòa, bếp đun điện, hạn chế sử dụng đèn sợi tóc hay là các máy móc cũ. Với khu vực phía Nam thì nắng sẽ không gay gắt bằng. Một số điểm như là Biên Hòa ngày mai nắng nóng 35 độ, còn thành phố Hồ Chí Minh và hầu hết các nơi khác sẽ là từ 32 cho tới 34 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ ngày mai không vượt quá là 32 độ. Dự báo là những cơn mưa sẽ xuất hiện muộn vào chiều tối mai ở một số nơi khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ. Chủ yếu là mưa rào ngắt quãng với lượng không lớn, tuy nhiên vẫn cần đề phòng với các hiện tượng dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh có thể đi kèm. Chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết tốt, ngày mai trời nắng, gió đây không quá cấp 4 và tầm nhìn xa là trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.